Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 12 tháng 1 năm 2022, trong quá trình làm nhiệm vụ tại địa phận tổ 6 phường Trường Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an thành phố phối hợp với công an phường Trường Sinh đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là Lò Văn Tiểm, sinh năm 1982 và Lò Văn Trung, sinh năm 1986, đều trú tại xã Trường Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đang có hành vi vận chuyển mua bán pháo nổ. Tăng vật thu giữ gồm 15 hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất, trọng lượng 17,163 kg, một xe máy hiệu Honda RSX mang biển số 26C11-14297. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua pháo ở khu vực cửa khẩu Trường Khương, huyện Sông Mã, đang trên đường vận chuyển từ Sông Mã ra thành phố Sơn La để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.